Rồi quý vị ơi, tiếp theo là combo 563. Hồi nãy là 562 nha quý vị, cũng ba cây sâm hương, 300 bao phí ship luôn. Anh chị nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước ha. Nè, tỷ lệ lon bò cụng nè với cây sâm hương nè. Rồi quay từ cây cho quý vị coi nha. Đây cây số 1 nè. Cây này thì thành phẩm rồi, cứ về ép vô chậu chơi nha. Rồi. Cây số 2 thì coi như nó cũng muốn hoàn thiện rồi, 70-80% rồi. Đó, về mấy cái nhánh này mình kéo ra nè, tỉa bớt hai cái nhánh nhỏ xíu rồi bỏ đi, chừa lại bốn nhánh thôi. Kéo lên nữa nó giống như cây này vậy nè. Đó, cái khung của nó vậy đó. Ép vô chậu chơi dân nghệ chơi. Chứ này không có bài bản gì chứ cái gì. Còn cây này coi như xong rồi luôn à, thành phẩm luôn rồi nè. Đó. Chứ chờ nó xì cái tuột ra cái quý vị tỉa vậy nè, tỉa chừng 2 tháng nữa là nó dung mầm luôn. Lẹ lắm. Cái này mình chỉ cần nó xì ra nè, mấy cái nhánh nhỏ nó xì ra mình tỉa cái là thành luôn. Ép vô chậu chơi. Rồi ba cây 300 nha quý vị, bao phí ship luôn nha. Rồi xuống luôn quý vị, hôm nay tôi bán có hai combo thôi.